Trà Vinh lên kế hoạch cho doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tất cả doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trước khi quay trở lại hoạt động phải được kiểm tra, đánh giá đảm bảo điều kiện an toàn phòng, chống dịch trong sản xuất. Ngày mùng 1 tháng 9, tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cho biết Chủ tịch tỉnh ông Lê Văn Hẳn vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức trở lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tất cả doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trước khi quay trở lại hoạt động phải được kiểm tra, đánh giá đảm bảo điều kiện an toàn phòng, chống dịch trong sản xuất. Khi tổ chức sản xuất trở lại doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm các quy định, điều kiện, phương án tổ chức sản xuất do các cơ quan chức năng ban hành theo quy định của kế hoạch này, tuân thủ quy mô sản xuất được phê duyệt. Cụ thể, giai đoạn 1, sản xuất theo phương án 3 tại chỗ. Một cung đường hai điểm đến trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tiếp tục ghi nhận các ca F0 hàng ngày trong cộng đồng. Thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 11 tháng 9. Tháng đầu tiên, doanh nghiệp có số lượng trên 500 lao động được sử dụng tối đa 50% số lao động hiện có. Còn doanh nghiệp có dưới 500 lao động được sử dụng số lượng lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp, nhưng tối đa không quá 250 lao động. Các tháng tiếp theo, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh và kết quả thực hiện của doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét có quyết định cụ thể đối với từng doanh nghiệp. Giai đoạn 2, sản xuất trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát, trở về trạng thái bình thường mới. Thời điểm này, yêu cầu doanh chỉ sử dụng người lao động đã được tiêm vaccine, Ngoài ra lao động phải được cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong vòng 14 ngày trước khi bắt đầu làm việc và hai lần kết quả xét nghiệm âm tính, mỗi lần cách nhau từ 5 ngày, trong đó lần gần nhất trước khi làm việc tại doanh nghiệp không quá 2 ngày trong quá trình hoạt động. Tổ chức xét nghiệm tầm soát COVID-19 ngẫu nhiên đối với tối thiểu 20% người lao động của đơn vị hai lần trên tháng, kế hoạch nhằm tăng cường phòng. Chống dịch Covid-19 từng bước tổ chức lại hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi tạm dừng hoạt động, qua đó từng bước ổn định việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động, khôi phục lại môi trường an toàn cho sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trước mắt cũng như lâu dài. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!